Thưa quý vị, thông thường cứ sau kỳ nghỉ Tết thì các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành sử dụng nhiều lao động thường rơi vào tình trạng thiếu lao động. Việc thiếu hụt này khiến các doanh nghiệp phải đau đầu khi mà đơn hàng đã ký phải hoàn thành theo đúng thời hạn cam kết. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp thu hút lại được số lượng lớn lao động đã trở về quê quay trở lại làm việc? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Những ngày cận Tết, công ty này vẫn duy trì hoạt động tổ chức sinh nhật và tặng quà cho các công nhân có ngày sinh trong tháng. Mặc dù đơn hàng không dồi dào như những năm trước, nhưng vấn đề nguồn lao động sau Tết vẫn luôn được doanh nghiệp này quan tâm đặc biệt ngay từ dịp cuối năm. Đó là những điều chỉnh nguồn tài chính hợp lý và ưu tiên những chính sách đãi ngộ cho công nhân. Hứa cái gì với người lao động phải đảm bảo, và người lao động hứa cái gì đối với công ty cũng phải đảm bảo trong cái thỏa ước lao động. Chính vì vậy cho nên có thể nói rằng hàng năm tới đầu tháng 11 là chúng tôi đã có thông tin cho người lao động biết được là Tết năm nay sẽ nghỉ bao nhiêu ngày. Và Tết nay sẽ được tiền lương, tiền thưởng mỗi người là được bao nhiêu, để cho người lao động họ có một cái yên tâm và có niềm hân phấn như thế. Cho nên cái điều này là một điều hết sức là quan trọng. Nhiều doanh nghiệp đã cố gắng duy trì các giải pháp như tăng tiền lương, thưởng tặng vé xe, tổ chức chuyến xe đưa đón người lao động quay lại làm việc đúng lịch. Điều này giúp người lao động thêm gắn bó và có trách nhiệm hơn với công việc. Dạ, em cảm thấy không khí rất là vui ạ. À. Em là cũng có được những phiếu mua hàng giảm giá. Mua mỗi phiếu là trị giá 100.000 ạ. À. Em cũng xin cảm ơn rất nhiều ạ. À. Lương thưởng Tết thì so với các năm là vẫn giữ là 13%. Cái chế độ ái ngộ cũng như thế thì bọn em rất chi là phấn khởi, thì gắn bó công ty lâu dài hơn ạ. À. Theo Liên đoàn Lao động và Thương mại Việt Nam, trong bối cảnh nhiều khó khăn và bất ổn chung, để duy trì nguồn lao động thì ngoài vấn đề việc làm và nguồn thu nhập, phúc lợi xã hội, thì doanh nghiệp còn phải chú ý tới vấn đề đào tạo để sẵn sàng khi thị trường phục hồi. Giữ chân người lao động, tất nhiên một cái chương trình dài hơi, bởi vì người lao động là một cái nguồn lực, là một tài sản vô giá đối với doanh nghiệp. Người ta đã mất thời gian đào tạo, mất kinh phí đào tạo, thì người ta phải duy trì và có được cái nguồn việc làm cho người lao động. Và trong cái giai đoạn đang bị gián đoạn như thế này, thì chủ sử dụng lao động tiến hành các biện pháp đào tạo và thậm chí có thể khai thác những cái việc làm tạm thời để duy trì được cuộc sống cho người lao động. Thực tế đã chứng minh trong hơn 2 năm qua, việc thực hiện tốt chính sách lương thưởng, chế độ phúc lợi trong dịp Tết đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân, thu hút lao động đối với doanh nghiệp. Người lao động có chỗ làm ổn định, còn doanh nghiệp cởi bỏ được gánh lo thiếu hụt nguồn nhân lực sau mỗi kỳ nghỉ Tết dài ngày.